Hai câu giảng của Đức Thầy do giáo chủ đó là cô Ninh Kiều Cần Thơ đã hỏi lên hai câu của Đức Thầy trong bài Hoài Cổ, tức là cô xuất xứ luôn nữa là trong bài Hoài Cổ. Vậy thì kính mời tất cả chú quý giảng viên của chúng ta hãy lắng nghe Nhân Lắm đọc lên hai câu giảng, và quý vị hãy cho cái bàn tay hay là cho cái tín hiệu lên để quý vị giảng giải trong khoảng thời gian còn đọc lại nha quý vị. Đó là hai câu giảng của Đức Thầy như sau: Ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết quan thiên báo đền. Nhờ dòng sông bé nhỏ chia sẻ cảm ơn. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Theo lẽ thì dòng sông bé nhỏ không tái diễn đàn gần đây như vậy quý vị, sẽ để cho đồng đạo của mình chia sẻ. Nhưng mà từ ấy, từ vô room tới giờ chưa có được chị Ninh Kiều giao duyên với dòng sông bé nhỏ là hỏi trực tiếp như vậy. Ủa dạ, gửi về đạo tràng hỏi như vậy. Mà bây giờ thì ở trong đây là chị Ngọc Diệp chỉ bê lên, nhưng mà để là Ninh Kiều Cần Thơ xin hỏi hai câu trong bài Hoài Cổ. Đó là ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần có kết quan thiên báo đền. Nhờ dòng sông bé nhỏ chia sẻ cảm ơn. Thì thấy rằng chị Ninh Kiều này ít hỏi lắm, nhưng mà lần nào chị gửi về đạo tràng chúng ta thì câu hỏi nó có ý nghĩa lắm. Thì thuộc về nói với cái lối giác ngộ quý vị rất là thực tiễn. Nên bây giờ nếu như chị mời đích danh dòng sông bé nhỏ thì dòng sông bé nhỏ cũng không phụ chị Ninh Kiều, cho nên lên đây để giảng qua hai câu giảng này. Đức Thầy cho biết đó là ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết quan thiên báo đền. Hai câu giảng này thì nó được nằm ở trong cái bài Hoài Cổ Chư Đồng Đạo. Thì ta bà là gì? Ta bà nguyên âm tiếng Phạn, đọc đủ là ta bà thế giới con. Ta bà dịch nó là nhẫn, tức là thế giới dịch là độ. Tức là ta bà thế giới là dịch là nhẫn độ quý vị. Có nghĩa là cái quốc độ này nè, nó có đầy cái sự kham nhẫn, tức là cái sự khổ khó, nghĩa là cái cõi mà chúng sanh đang bị các cái món phiền não nó nhiễu hại và cái sự đau khổ bức bách từ trong tâm lẫn ngoài thân quý vị, từ cảnh giới cho đến con người. Thì nhà Phật có cái câu là dân hà danh ta bà, thị chư chúng sanh nhẫn thọ tam độc, tập chư phiền não cố danh nhẫn độ, phải không? Thế nào gọi là ta bà? Bởi vì chúng sanh ở trong cõi ấy bị các cái món phiền não mà là ba cái độc gọi là tham sân si nó làm hại mà họ phải cam chịu, nên gọi là thế giới kham nhẫn chư đồng đạo. Thế giới kham nhẫn ưu phiền tức là cái sự lo sợ khổ đau nó không có làm cho tâm chúng ta yên, nên gọi là ưu phiền, phải không? Duyên trần ở đây á, duyên trần là chỉ cho các cái món nhân duyên mà nó kết nối, nó trợ trưởng, nó tạo nên cái kiếp sống đau khổ ở trong cái cõi dương gian này nè quý vị, cõi trần này nè, nên gọi là duyên trần. Thì theo cái bộ kinh á, theo kinh Trung Bộ á, theo kinh mà Trung Thừa của Phật giáo á, thì đã nhận định có 12 cái duyên như sau quý vị. Gọi là 12 nhân duyên đó, hay là 12 duyên sanh đó quý vị. Một là vô minh nè, sự tối tâm mê dốt. Thứ hai là hành, tức là tam nghiệp mình tạo tội tương tục hoài quý vị. Rồi thứ ba là thức, tức là sáu thức nó kết nghiệp. Rồi thứ tư là danh sách, tức là cái linh hồn và xác thân chúng ta, phải không? Bởi có linh hồn và xác thân cho nên nó mới tạo tác đủ cái thứ gì đó. Rồi thứ năm là lục nhập, tức là sáu căn. Khi con người chúng ta có sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thì sáu căn này nè nó tiếp xúc với sáu trần nên gọi là xúc đó quý vị. Tức là sáu căn nó đối với sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi thứ bảy là thọ, tức là cái sự vừa ý hay là không vừa ý, đó gọi là khổ thọ hay là lạc thọ đó quý vị. Cái những cái niềm vui đưa đến mà nó tràn ngập thì gọi là lạc thọ. Còn những cái sự khổ đau nhức đầu thì gọi là khổ thọ, phải không chư đồng đạo? Cái đến là ái, tức là cái sự mê đắm
theo tất cả các cái trần cảnh bên ngoài thì gọi là ái. Thí dụ như mình ái người 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 thân của mình, rồi mình ái của cái, nói chung là những cái sự ghiền nhiễm đó, tức là cái sự mê đắm. Rồi thứ chín là thủ, tức là cái sự khi mà mình ái là sao, mình phải gìn giữ, mà gìn giữ thì gọi là bảo thủ nè, tức là sự gìn giữ cái mà mình mê đắm. Thí dụ mình thương cái người đó ha, mình gìn giữ, mình họ sợ họ thương cái người khác, mình mến cái của đó, cái mình sợ nó xa lìa tầm tay của mình, thì gọi là thủ, phải không quý vị? Rồi hữu, thứ 10 là hữu, tức là chấp nhận cái mình mê đắm là sự thật, dù cho xác thân này có bị tan rã đi nữa, dù có cho của cải này nó không còn đi nữa, nó vô thường đi nữa, nhưng mà một khi chúng ta có nó rồi thì chúng ta chấp nhận và chúng ta say mê đắm đuối bởi nó, cho nên gọi là hữu. Cái gì hữu thì sao? Hữu thì phải sanh, sanh tức là khi mình chết rồi mình sẽ đầu sanh theo cái nghiệp mê đó đó. Bình thường mình mến cái gì thì khi chết mình đầu sanh vào cái đó, gọi là cận tử nghiệp đó. Khi cận tử nghiệp đến ha, mà cái tâm của mình nó nghiêng nặng về cái phần nào thì mình sẽ đi theo cái nghiệp thức đó mà thôi, nên gọi là sanh. Tức là đầu sanh theo cái nghiệp mê đắm của mình. Rồi cái thứ 12 là lão tử, tức là khi sanh lên rồi lớn rồi cũng già trở lại chết. Đó là cái dòng nhân duyên, 12 cái nhân duyên mà nó cấu kết đó, nó truyền miên, nó làm cho chúng ta đi theo đó mà từ từ lũy kiếp đến bây giờ đó quý vị. Trong luân hồi, trong lục đạo cũng bởi 12 nhân duyên này nó trói buộc, nó là 12 cái dòng xích để nó mắc, nó chối chúng ta luân hồi trong sáu nẻo cũng bởi 12 nhân duyên nào quý vị. Thì riêng về Di Thức Tông nhận định thì các cái pháp dù thiện hay là dù ác, dù vô lậu hay là dù hữu lậu đi nữa, đều do bốn cái duyên mà thành tựu. Đó gọi là bốn cái duyên, như một là nhân duyên nè, hai là sở duyên nè, ba là đẳng vô gián duyên nè, bốn là tăng thượng duyên. Thì mình tìm hiểu xem coi như thế nào. Bởi vì Đức Phật nói, Đức Thầy chúng ta nói rút trong các lực các kinh, thì bây giờ nương theo kinh Phật mình coi cái bốn cái nguyên nhân này như thế nào. Một là nhân duyên, tức là cái nguyên nhân chính để gây ra các cái pháp, tức là cái nghiệp thức, ví như là con hột giống đó quý vị. Hột giống nên gọi là nhân duyên. Rồi cái đó là sở duyên, tức là các cái món trợ duyên cho cái nhân chính ấy được thành tựu, ví như là đất, là nước, là nhân công, nó là trợ duyên cho hột giống. Một khi mình có hột giống rồi mình thảy xuống đất không bao giờ nó lên tốt đâu, nhưng mà phải do có đất ha, có đất rồi có cái sự chăm sóc, rồi có phân có thuốc phải không, đó là trợ duyên nên gọi là sở duyên. Rồi thứ ba là đẳng vô gián duyên, có nghĩa là cái thời gian á, cái thời gian liên tục trợ duyên cho cái nhân ấy nó nảy nở, nó phát triển, nó sanh sôi, nó kết quả phải không quý vị. Ví như hột giống mà gieo xuống ruộng rồi chúng ta tưới nước, nhưng phải đúng thời gian mới có là thu gặt được phải không quý vị. Thứ tư là tăng thượng duyên, tức là các cái ảnh hưởng tốt đến cái nhân chính ấy làm cho tăng trưởng, ví như cái hột giống nó lên mầm, nó đâm đọt thì nhờ khí hậu tốt nè, tuyết xương tươi nhuận, đó cũng là cái tăng thượng duyên đúng không quý vị. Rồi cấu kết, duyên trần cấu kết, quan khiên báo đền. Cấu kết ở đây là các cái món phiền não của nội tâm, gọi là sáu cái điều cấu đúng không quý vị. Và các cái món ấy nó quân tập, nó thành các cái nghiệp sanh tử làm cho chúng ta khổ đau nên gọi là kết. Như vậy cấu kết là cái sự tạo nghiệp đó quý vị. Thí dụ cùng chung một gia đình chúng ta sống, có vợ chồng có con cái, cũng là duyên trần cấu kết nó mới có mặt hiện hữu trong một cái ngôi nhà này để trả qua, để đòi lại phải không quý vị. Quan khiên báo đền là sự tạo nghiệp đời trước mà nó đem đến cái đời này thì gọi là quan khiên báo đền, tức là cái sự là tạo nghiệp ở đời trước mà nó đem đến cái đời này nè, cái sự trả quả cho chúng ta đó thì gọi là quan khiên báo đền. Cho nên nó mình sống đây mà mình gặp đứa con mà nó ngoan hiền, nó biết vâng lời cha mẹ thì đó là cái duyên tốt quý vị. Mà mình gặp đứa con mà nó ngỗ nghịch, nó bất hiếu, nó ngoan ngạnh á, thì đó là cái nghiệp xấu của mình để nó hiện ra nó đòi, phải không chư đồng đạo. Như vậy thì qua hai câu giảng mà Đức Thầy cho biết đó là ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết, quan khiên báo đền. Chúng ta thấy rằng Đức Thầy giác ngộ cho mình bằng cách là vạch trần cho chúng ta thấy rõ thế gian là khổ,
với bao nhiêu phiền não nó làm cho tâm tánh chúng ta rối loạn, bao nhiêu cái nghịch cảnh nó làm cho thân xác chúng ta khổ đau, kể ra thật là vô lượng. Bởi vì Đức Thầy nói trong tám điều khổ nó có thể muôn ngàn sự khổ não kia, phải không? Ấy cũng do cái nơi mà cái hoạt nghiệp, cái hoạt nghiệp của mình nó đã nhiễm duyên ở đời trước và nó sẽ kết thành cái quả khổ đau ở hiện tại kiếp này, quý vị. Nhà đạo chúng ta một khi biết rõ, có cái sự giác ngộ bừng tỉnh lên, nhận được cái điều Đức Phật dạy và muốn cho cái kiếp vị lai của chúng ta khỏi khổ mà được vui, thì hiện tại đây chúng ta phải dứt cái nghiệp mê lầm cùng các cái duyên nhiễm ác thì chúng ta mới được, quý vị. Đồng thời chúng ta tu tập các cái hạnh lành để kết một cái nghiệp lành sau này cho chúng ta thọ hưởng ở kiếp lai sinh. Như vậy thì chúng ta thấy qua hai câu giảng đó trình bày cho chúng sanh biết rõ thế gian là cảnh khổ, nhưng vì chúng sanh trót đã tạo cái nghiệp mê lầm với lỗi nên phải luân hồi trong cái kiếp cảnh khổ này để mà trả, chứ không có cách gì mà ra khỏi được đâu. Chỉ trừ chúng ta hiện bây giờ gieo cái nhân tốt để sau này chúng ta gặt hái cái quả an vui nơi miền Tây Phương Cực Lạc. Thì để nắm được hai câu giảng này, câu 1 Đức Thầy nói quả khổ ở hiện tại, câu 2 nói thầy Đức Thầy dạy là cái nhân tạo ác, rồi cái kiếp vừa qua mà chúng ta phải thọ khổ ở cái kiếp hiện tại này, quý vị. Thì thưa chư đồng đạo kính mến, qua vừa qua thì dòng sông bé nhỏ đã trình bày qua hai câu giảng ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết thiên báo, do chị gái dễ thương của mình đó là chị Ninh Kiều Cần Thơ, quý vị, gửi về cho đạo tràng mà yêu cầu dòng sông bé nhỏ chia sẻ. Thì dòng sông bé nhỏ cũng thể hiện hết cái lòng với chị Ninh Kiều nói riêng và diễn đàn chúng ta nói chung. Và nếu có điều chi sơ sức thì mong rằng chị Ninh Kiều thông cảm cho dòng sông bé nhỏ ha, cũng như tất cả chư đồng đạo có mặt ở trước máy cũng thông cảm những gì mà dòng sông bé nhỏ còn bị thiếu. Đến đây dòng sông bé nhỏ xin chân thành đa tạ nha. Cô sẽ trả hết lại nghe văn lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.